Đây là thuốc chống ói nè mọi người, uống 2 viên rồi đó. Chồng mày nói nó lắc lư rồi đó, chồng mày không biết là có chịu nổi không ha. Hy vọng là hôm nay bạn đã uống thuốc rồi bạn sẽ ổn. Hello, xin chào cả nhà. Đây là buổi sáng ngày thứ 3 ở resort này ha. Thì hôm nay là cả gia đình Mai sẽ đi xuống thuyền tham quan các ngọn hải đăng ha. Thì xin mời mọi người cùng gia đình Mai trước tiên là sẽ đi ăn sáng. Đây bây giờ thì mình vô nhà hàng này đi ăn sáng. Đáng lẽ là mình ăn ở đây ngày mai nhưng mà hôm nay là mình sẽ ăn ở ngày hôm nay ở đây ha. Nhà hàng này, khách sạn này là không có bao gồm ăn sáng. Ăn sáng thì là phải trả tiền. Đây. Wow, rất là đẹp luôn á. Đây là view biển nè mọi người. Rất là nắng chói ngoài mọi người như không thấy. Còn cái view nhà hàng này thì rất là đẹp. Mọi người buổi sáng thì cái nhà hàng này cũng không có đông lắm ha. Tại vì mình nghĩ là do buổi sáng này không có được không có được bao gồm trong cái khách sạn á. Nên thành ra là ít có ai chịu ăn ở đây. Tại vì ăn đây thì mắc hơn ăn ở ngoài. Thì đa số mọi người sẽ ra ngoài ăn ha. Đây là gà của Mai nè, sô cô la nóng. Ông xã Mai thì uống cà phê với lại nước cam. Đây là trứng chiên của con gái Mai, là trứng chiên của em bé đó, mà nó bự vậy đó. Còn đây là Benedict, là cái trứng mà trứng lòng đào của ông xã Mai ha. Còn đây là tôm hùm, súp tôm hùm. Mai chỉ ăn vậy thôi là buổi sáng, Mai nghĩ là cái này là đủ rồi đó. Vào trong này có khoai tây nè, tại hôm qua ông xã ăn thấy ngon quá nên đi bắt trước. Đây mọi người, Mai đã ăn xong cái súp của Mai ha. Súp của Mai thì ăn cũng được chứ không ngon lắm ha. Nói chung là nhà hàng này thì chỉ có đẹp thôi chứ đẹp và mắc chứ không có ngon bằng cái nhà hàng hôm qua nhà mình ăn ha. Đây là tổng thiệt hại cho bữa sáng ngày hôm nay của gia đình mình ha, là 101 đồng 52 sen. Mình nghĩ là cộng thêm 21 đồng tiền bo nữa là 122 đồng 52 sen. Đây bây giờ thì cả nhà mình ăn xong rồi bắt đầu chuẩn bị đi ra xe lên đường đi tham quan ngọn hải đăng ha mọi người. Xin mời mọi người theo chân Mai ha. Trời hôm nay khá là mát mẻ ha. Đây là thuốc chống ói. Mọi người, chồng Mai đã ăn uống 2 viên rồi đó. Con gái Mai uống 1 viên, còn Mai cũng uống 1 viên ha. Hy vọng là không có ai ói ngày hôm nay hết. Làm gì vậy? Làm gì vậy bà? Are you okay? Đây, xe nhà mình đã tới rồi. Đây, nhà Mai đã lên xe hết rồi. Lên đường thôi. Hôm nay thì gia đình Mai sẽ quay trở lại cái bến tàu ngày hôm qua nha mọi người. Đó. Khung cảnh khá là quen thuộc. Đây, giờ mình ra khỏi xe thôi. Wow, cái phía bên này cũng... Cái bãi đậu xe hôm qua Mai không biết nha. Hôm nay Mai đi ra phía bên này, Mai thấy bên này đẹp ghê nha. Một cái vịnh biển. Đây. Đẹp ha mọi người ha. Đây, bây giờ nhà mình bắt đầu đi lên tàu thôi. Ông xã Mai trả tiền hoàn kim rồi. Okay. Ra đây lấy vé nè, tại mình đặt online rồi. Hoa đẹp ghê chưa? Mày thích cái màu này ghê, nó tươi, tươi trong nắng luôn. Ok, đi thôi, xuống thôi. Thank you. Oh, nice to meet you again. Đây là thuyền trưởng ngày hôm qua, đi lên ngồi chưa? Ngồi trước không? Có chỗ ngồi trước không? Không có thì mình ngồi sau. Hôm nay mình ngồi sau thôi. Hôm nay trời trong xanh đẹp hơn hôm qua, mọi người thấy Mai quay cái cảnh bầu trời đó. Nó tối hơn. Đây hôm nay thì ba người này ngồi một hàng. Còn hai mẹ con Mai ngồi một hàng, nắng chiếu lên cái đầu. Oh my god. Lại chuyển qua đây. Hôm nay cả gia đình Mai sẽ ngồi hai hàng ghế này. Đây, bây giờ họ bắt đầu phổ biến nội quy giới thiệu về chuyến đi. Dạ, anh này anh đang là hỏi nước uống nè. Nhưng mà cái này không có miễn phí nha. Ai uống gì thì gọi ảnh ha, sau đó thì trả tiền sau. Bây giờ tàu đã bắt đầu nổ máy rồi, mọi người chuẩn bị khởi hành ha. Ông xã Mai thì vẫn còn
nói chuyện công việc nó lần nào đi đâu cũng vậy hết á. Thành ra là mình tự enjoy, tự hưởng thụ cái chuyến đi của mình thôi. Còn xã thì tham gia được lúc nào hay lúc đó. Đẹp quá. Hôm nay thời tiết nhìn là nắng đẹp ha. Rất là đẹp luôn. Hôm qua thì nó hơi âm u mới được đẹp. Hôm nay thì rất là đẹp luôn. Thuyền bắt đầu chậm chậm khởi hành đi ra khỏi bến. Họ bắt đầu thuyết trình ha. Họ thuyết trình dọc cái chuyến đi như thế này, họ sẽ giới thiệu cho mình những cái địa điểm hay, địa điểm đẹp, những cái lịch sử địa lý của cái khu vực này ha. Bắt đầu đi tới mấy cái mỏm đá rất là to rồi nè mọi người. Bắt đầu ra tới cửa biển ha. Xa xa mấy ngôi nhà này. Đó, họ đang giới thiệu về mấy con chim màu đen nè. These cormorants are diving birds. They dive in the water in search of fish. The green one is called the cam. Nhà ở đây rất đẹp mọi người, sáng nào ngủ dậy cũng thấy một cái view rất là đẹp ha. Cực kỳ xinh đẹp luôn. Nhìn ra biển nhưng mà mùa này thì đẹp mùa hè thôi mọi người, chứ còn mùa đông thì toàn là tuyết rơi không mà sẽ không có đẹp ha. Khu vực này thì chỉ enjoy được cái mùa hè. Ở đây giống như đá nhiều lắm, biển ở đây đá. Mình nghĩ là giống như bãi ong của bãi lan ong của Phú Quốc vậy mọi người, có nghĩa là bãi biển rất là nhiều đá ha, không có nhiều cát để tắm được. Nhà ở đây vậy chứ mà triệu triệu đô không có mọi người, không có rẻ đâu. Toàn là nhà to to không mọi người thấy không. Wow, ngôi nhà này rất là đẹp luôn ha. Mai biết là đây là nhà cái gì. Nó là biệt thự đó, một ngôi nhà rất là to luôn. Ngôi nhà này chắc mới vô triệu đô nữa. Triệu đô không chừng. Nhà này cũng bự mà không bự bằng cái nhà nãy ha. Ai quẩy tay đó, dễ thương không? À. Tôi thấy mình nói về ngôi nhà, ta quẩy tay ha. Wow, nhà này cũng đẹp nữa ha. Có cái nhà xanh xanh này đang xây dựng nè mọi người đó. Nhà đó đang xây dựng đó. Đang là bự bự không? Đây là cái phía nhà hàng mà lúc nãy Mai mới vừa ăn sáng xong đó mọi người. Đó, ngay đây nè. Đây là toàn cảnh cái khách sạn Mai ở này ha. Đó. Đây là cái mỏm đá nè, cái cliff là cái vực đá đó mọi người. Ngay đây là ngay cái chỗ nhà hàng đó. Yeah. À, đây họ dẫn tới trước cửa cái khách sạn của mình nè. Họ vừa giới thiệu về cái mỏm đá ha. Cái cliff là cái vực đá ha. Thì khách sạn mình nằm ngay cái vực đá đó. Đây là cái vực đá mà có thể xuống chụp hình ở khách sạn mình luôn nè. Mình có thể bước xuống đây mình chụp hình nè. Uống thuốc đi vô giờ buồn ngủ mọi người. Nãy mày có uống một viên thuốc chống ói vô giờ buồn ngủ. Con gái mày nó nằm nó ngủ rồi nè. Đó. Uống thuốc đi vô buồn ngủ thiệt cả nhà. Đây mình uống thuốc vô thế. Mỗi lần nó lắc vậy là mình buồn ngủ à. Đây con gái mày nằm ngủ có một chút xíu mà nó nói nó nằm mơ rồi đó. Ghê thiệt. Đó, hai đứa nó giờ chui xuống không tả mày ngồi tiếp rồi đó. Ai cũng dành á. Chồng mày nói nó lắc lư nữa đó. Chồng mày không biết là có chịu nổi không ha. Hy vọng là hôm nay bạn đã uống thuốc rồi bạn sẽ ổn. Are you okay honey? Mình hỏi ổng ổn không? Ổng nói ổng giỡn thôi chứ ổng ok. Thì cuối cùng thì ngồi đây vẫn thoải mái hơn. Bà này đã quay trở lại nữa. Đây là khu vực biển an toàn để tắm, để mang tàu ra, không phải là tắm mà để mang tàu ra đánh bắt nè. Còn những khu vực khác thì sóng nó dữ lắm nên là không có mang tàu ra, không an toàn ha. Ví dụ như khu vực mà mũi hải cẩu á, thì nếu mà ai mà rớt xuống đó là chắc dễ dàng bị đứt chân luôn á. Tại vì nước rất là xiết và chảy rất là cuồn cuộn ha. Đó nên mọi người nhìn thấy có một cái tàu đánh cá ở đây nè. Đó. Mấy không biết là tàu đánh cá hay tàu làm gì nhưng mà đây là cái tàu nhỏ ha. Đây Sunshine Beach nè, đây là cái bãi biển nhỏ. Đa số là đá không, chỉ có đây là có biển cát để tắm nè mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? À. Đó. Hèn chi là ai cũng đổ về đây tắm hết á, rất là ngắn ha, một bãi tắm này không có được dài.
nhưng mà khá là vui. Mày thấy rất là đông người luôn á. Đó, cái gì mà quý thì hiếm thì thường nó quý mọi người ha. Và đây là có rất là ít cái bãi biển có cát như thế này nên thành ra là họ rất là quý, họ đổ về đây tắm. Đó, bây giờ nhìn lại một lần nữa cái bãi biển này xong rồi mình đi qua nha. Những ngôi nhà xinh đẹp nè mọi người. Họ để mấy cái ghế màu trắng trắng để ngồi ngắm biển nhìn đẹp quá ha. Ngày nào mà cũng ở đây thì ngày nào cũng được ngắm biển đẹp hết. Ngày nào cũng được ngồi uống cà phê kế biển nghe tiếng sấm rì rào. Rồi sắp tới cái cũng phải đang rồi. Cái nhà cũng là buồn ngủ quá. Đẹp quá. White House là một cái ngôi nhà hải đang ở ngoài cái hòn đảo này là mọi người đó. Đó. Đó thấy không? Nằm giữa cái hòn đảo đá không à. Đây chính là cái White House ngày hôm nay mình đi tham quan nha mọi người. Cái ngọn hải đang nè. Giữa biển luôn. Ở đây người ta đi câu cá nè mọi người, ở đây cái mỏm đá nè, rất là gần rất là gần từ cái White House nè. Rất là gần từ cái ngọn hải đăng này. Ngọn hải đăng này họ có cái thuyền nhỏ này. But if you go online though, có cái ngôi nhà cho này đó chứ. Đây. Mình có thể đi qua một chút xíu là tới cái mainland này, có cái tới cái nhà trong này. My God. Đây. Hồi xưa có một gia đình ở đây nha. Có một chàng nhà trai nhỏ đi học mỗi ngày là đều lên cái thuyền này nè. Đó, mỗi ngày là lên cái thuyền nhỏ này là đi học, quay về đảo. Đó, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng quanh cái ngôi nhà hải đăng này. Wow, cái ngọn hải đăng này trên cái ngôi nhà nhỏ xíu xíu. Ngôi nhà nhỏ xíu xíu trên cái hòn đảo nhỏ xíu xíu, đảo này bằng đá thôi. Chỉ có một chút xíu đất, chỉ có màu xanh xanh thôi đó. Đây, chồng em muốn thêm thuốc chống ói rồi đó. Như đó, ông chưa đủ, ông phải uống thêm viên nữa. Em mới nghĩ là mình đã đi rời khỏi cái nhà ngọn hải đăng đó rồi, mình đi về ngược lại rồi đó. Giờ mày buồn ngủ quá, chắc mày ngủ một chút mọi người ơi. Dập mắt cái đã. Oh my god, uống cái thuốc đó vô buồn ngủ á mọi người. Mai mới ngủ một giấc dậy á, mà ngu. Con gái mai thì vẫn còn ngủ nè. Nó vẫn còn ngủ say sưa luôn. Ở phía sau nắng quá nắng. Đã mai than nắng. Wow, ngủ dậy tỉnh dậy thấy là tàu đã về tới khách sạn rồi nè. Là gần tới bãi tàu rồi đó. Này, con gái mai đã tỉnh dậy mà vẫn còn buồn ngủ lắm mọi người. Ngồi dậy là nhưng mà mắt vẫn còn nhắm nghiêng nữa. Mai cũng buồn ngủ nữa. Hai mẹ con rất là buồn ngủ. Và ở đây có một chiếc tàu nữa. Chuẩn bị đi về rồi. Vô cái bịch nhỏ nhỏ này là về nè. Đó. Thuyền trưởng đã nói lời tạm biệt, hướng dẫn viên đã nói lời tạm biệt. Wow, đây người ta chuẩn bị người ta lên xuống tàu. Đây cái tàu bự ghê. Đây là cái tàu giống như tàu của mình, bự cỡ vậy đó. Tàu này cũng là tàu du lịch đó, chuẩn bị đi nè. Đó. Cập bến rồi. Vậy thôi, lên đường thôi. Tỉnh chưa con? Vậy nè, tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Số mấy? Thank you. Wow, mát quá. Buồn ngủ dã man, uống cái thuốc vô đó buồn ngủ lắm mọi người. Mai giống như đang trên mây vậy đó, không có tỉnh. Chiều nay vẫn còn một tour là đi thuyền buồm mọi người. Thuyền buồm thì nhà thì ông xã Mai là book cái tour này là tour riêng luôn, có nghĩa là một chiếc thuyền đó là một chiếc duy nhất nhà mình đi thôi. Tour đó hình như là ông xã mình book là 540 đô chưa thuế, là khoảng 13
14 triệu gì đó, mấy không biết nữa ha. Qua đây mình ăn tối, ăn trưa mọi người. Yes, so now she's waiting. Không có phải sợ cái lạnh nha mọi người. Nhà hàng này là nhà hàng ngoài trời, mà mát. Mình muốn nước chanh cho nó tỉnh dậy. Là nước chanh của Mai. Mình muốn miếng nước chanh cho nó tỉnh dậy. Nhà hàng này rất là đẹp nha, mà thấy là thích nha. Tại vì theo phong cách của biển á, bằng gỗ ha. Cảm thấy rất là nhiệt đới, rất là thích luôn. Đây nè, bên đây là ngoài trời luôn mọi người. Mình có thể nhìn ra bên ngoài, mọi người đi qua đi lại mình nhìn thấy luôn ha. Mình rất là thích. Còn bên phía của Mai ở đây là đây cũng ngoài trời nè. Ngoài đây là biển nè. Nhưng mà Mai thì Mai chưa có tỉnh lắm. Người thường thì nhà hàng Mỹ hay có mấy cái tờ giấy này cho con nít nó chơi, trò chơi giải trí nè. Đó, có cái bút chì nữa nè. I got the seafood chowder, honey. I've got other things in there. Lobster in here. It is. Chips and salsa. Look at you. This is chip. I want some, please. All right, come on my hands. Chỗ này là lem chowder của Mai nè. Yes or no? Đây là tôm cocktail của Mai nha. Đây con gái mình có chicken tender, gà đó. Mẹ chồng mình thì ăn cá. Cái thì phải tay nướng. Thấy tôm cocktail của Mai đẹp không? Đó. Giống như cái bông hoa vậy ha. Giống như là cái sauce ở trong cái ly luôn ha. Đây, Mai ăn xong rồi nha. Mai ăn soup lamb chowder của Mai với lại cái cocktail của lamb shrimp xong rồi. Con gái của Mai thì cũng ăn được một miếng thôi. Xã Mai thịt dê cái món này không muốn ăn. Mấy con gái Mai thì ăn chút vậy thôi đó, xíu mùi ăn ít lắm. Bà nội thì ăn cũng gần hết cá này, 2/3 rồi đó. Cho Mai bây giờ đi tính tiền rồi nha. Bây giờ thì nhà mình đi về thôi mọi người. Quá buồn ngủ rồi. Breakfast was also $145. Bây giờ mình đi về lại khách sạn thôi. I thought we needed McDonald's, Mom. Bữa ăn trưa ngày hôm nay của mình là 145 đồng ha. Thôi ra khỏi xe là mình tới khách sạn rồi mọi người. Thì mọi người bây giờ mới đi về phòng ha. Phòng xã mới đi xuống dưới lobby. Mày đi ngủ một phát thôi chứ buồn ngủ quá. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.